Nhà đất thì Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất thì Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 17m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Căn nhà đang có giá bán rất là tốt, giảm sâu tới 2 tỷ đồng và nằm ngay kế bên chung cư The Dream Home. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà tọa lạc trong một khu nhà lầu đồng bộ an ninh. 20 căn nhà phố nha quý vị, đường chính nhà 6m thông, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê, hướng chính là hướng đông nam. Quý vị có chú quan tâm căn này thì alo về cho bên em theo số hotline 0918 178647 nhé, căn nhà đường thông nha mọi người. Nhà thì chủ xây mới 100%, xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Nay đang cần bán nên đưa ra giá rất là hợp lý và chúng ta sẽ cùng em vào bên trong để tham quan trực tiếp căn nhà này. Căn nhà này thì sẽ có lớp cửa cổng 4 cánh, một không gian gara đổ xe hơi dài 8m quý vị, đổ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và chỗ này thì rất là dài nha quý vị. Nhà có lửng nên không gian rất là thoáng và sáng. Bên trên thì sẽ có nội thất cho không gian các phòng ngủ. Ở dưới tầng trệt thì chưa có nội thất như là sofa, bàn ăn và tủ kệ tivi. Bên trên phòng ngủ thì có nội thất nha mọi người. Ở đây thì chúng ta đổ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ này. Và cầu thang sẽ được ốp sát vào bên tường đi lên, tạo nên không gian phòng bếp của căn nhà mình nó sẽ rộng hơn và thoáng hơn. Chúng ta nhìn thấy không gian phòng bếp rất là dài này. Quý vị có thể vừa làm phòng khách vừa làm phòng bếp trong đây được luôn nhé. Có tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu của An Cường, có bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, ra cái để yên bát. Phía sau nhà thì quý vị sẽ có giếng trời. Căn nhà này thì có tới 3 giếng trời và đây là không gian phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài. Giá bán anh Vinh chủ nhà đang giảm sâu tới 2 tỷ đồng, chỉ còn chào ra là 7 tỷ 900 triệu đồng thôi. Và còn thương lượng, quý vị có chú quan tâm thì alo về cho bên em để đến xem và sở hữu nhé. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa trong dịp cuối năm 2023 này. Và di chuyển lên trên khu vực không gian tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách này. Một không gian phòng khách rất là đẹp nằm ngay không gian tầng lửng của căn nhà. Chúng ta sẽ có một không gian phòng khách rộng, có hệ thống cửa kính, khu vực gắn máy lạnh, tủ kệ tivi. Và ở đây thì quý vị sẽ có giếng trời và không gian phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh ngay ở không gian tầng lửng luôn. Nhà chúng ta có 6 phòng vệ sinh nhé. Nhà này rất là thuận tiện cho cô bác anh chị chúng ta vừa ở vừa cho thuê. Kinh doanh bán mở showroom spa và đường thông cũng như là nhà xây ở vô cùng chắc chắn và kiên cố này. Quý vị mua căn nhà như thế này phải nói là tuyệt vời. Và di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ cùng em Hùng đến với không gian kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Chúng ta sẽ cùng tiến vào không gian phòng ngủ nhé. Căn nhà này thì có 4 phòng ngủ và được tặng kèm nội thất quý vị ạ. Chúng ta sẽ có giường ngủ, tủ áo, chưa có máy lạnh và chăn ga gối nệm thôi. Sàn vẫn ốp gạch 60m2. Tất cả các phòng ngủ đều có giếng trời thông thoáng và có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ thì có luôn cửa sổ ra khu vực giếng trời ở dưới nhà nữa. Căn nhà này chủ nhà thiết kế với 3 giếng trời nhé. Đây là giếng trời ở dưới nhà này. Rất là thoáng nha quý vị. Ngang 4m2, độ dài 17m nên làm không gian thiết kế rất là thoáng. Nhà lệch tầng, phía trước sẽ cao hơn phía sau là 3 bậc. Và qua đây là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Chưa có chăn ga gối nệm, chưa có máy lạnh. Và bên ngoài đây có ban công 1m2 bên ngoài. Ban công rộng, thoáng và được ốp gạch trang trí rất là nhiều, có những ánh đèn led rất là lung linh. Nhà này xây mới 100% nha quý vị. Số hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và giá bán anh Vinh đang cần bán gấp, lấy tiền cho con đi du học nên đưa ra giá thanh khoản thấp, chỉ có 7 tỷ 900 triệu đồng thôi. Ngang 4m2, độ dài 17m. Giá bán này thì còn thương lượng nha mọi người. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên khu vực lầu 3. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 3 và số 4. Căn nhà này đang tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, thuộc phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Đức Thọ, phường 13 nha quý vị. Ngay gần với chung cư The Dream Home, cách công viên làng hoa khoảng tầm 500m thôi. Vị trí này thì thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê, đường thông 6m. Đây là không gian phòng số 3. Quý vị có chú đang tìm nhà chính chủ xây ở, thiết kế đẹp, chắc chắn, kiên cố thì căn nhà này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời nhé. Vì đây là một căn nhà mà chủ nhà xây rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Đây là không gian của phòng số 4, phòng cuối cùng này. Ta đang đến với không gian phòng số 4.
đầy đủ nội thất, vệ sinh trong. Ta đang đến với không gian phòng số 4 của căn nhà. Và lên trên đây thì chủ nhà có thiết kế cho không gian phòng giặt, phòng thờ và sân phơi, đầy đủ công năng hết nha quý vị. Ta đang đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân phơi này. Đây là không gian của sân phơi đồ phía sau. Sân thượng sau có không gian phòng giặt đồ. Và ngoài thì chúng ta sẽ có không gian phòng thờ và sân thượng trước. Và giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, hướng Đông Nam. Quý vị có chú quan tâm đến căn 4m2, độ dài 17m, chính chủ xe ở và lạc trong khu đồng bộ 20 căn, thuộc trục đường Lê Đức Thọ, phường 13, ngay cổng chung cư Dream Home này. Thì alo về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.